vui, xin cảm ơn tất cả người thân, bạn bè đã ủng hộ mình trong thời gian qua, cùng với ban lãnh đạo công ty sửa chữa laptop 24 giờ đã tạo điều kiện cho anh em một sân chơi thú vị để tất cả mọi người có thể được tham gia. Hiện tại thì cảm xúc của mình rất là vui. Thứ nhất là do cái công ty tạo điều kiện tổ chức cuộc thi này rất là ý nghĩa. Thứ hai là mình tham gia với một cái cho vui, không ngờ được giải nhì. Cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho các nhân viên. Và mong rằng sau này công ty sẽ tổ chức nhiều sân chơi như này, bổ ích như này để nhân viên mình có cơ hội để thể hiện mình hơn tí nữa. Thật sự thì hiện tại mình rất là vui, rất là xúc động khi mà được giải như này. Thật sự không nghĩ là mình lại đạt cái giải cao nhất trong cuộc thi như này. Và lần đầu tiên cho mình xin cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty đã tổ chức một cuộc thi rất là ý nghĩa cho toàn thể nhân viên. Và thứ hai mình xin cảm ơn đến toàn thể bạn bè người thân trong thời gian qua đã bình chọn cho mình để mình đạt cái kết quả cao như này. Và qua cuộc thi thì trong thời gian tới hy vọng mọi người sẽ biết đến và ủng hộ sửa chữa laptop 24 giờ nhiều hơn. Cuộc thi ảnh Tôi yêu sửa chữa laptop 24 giờ là một trong các cuộc thi mà ban lãnh đạo cũng như công đoàn công ty tổ chức hàng năm nhằm tạo ra những sân chơi bổ ích, lý thú về văn hóa tinh thần cho cán bộ nhân viên công ty. Đặc biệt là cuộc thi năm nay nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như là đạt số bài thi kỷ lục đến hơn 200 bài thi gửi về. Sau quá trình chấm điểm cũng như là tranh tài của các bài thi thì đã chọn ra các giải nhất, nhì, ba rất là xứng đáng. Hy vọng rằng là trong những năm tới, ban lãnh đạo cũng như công đoàn công ty sẽ có nhiều chương trình, nhiều cuộc thi bổ ích lý thú tương tự để tạo ra những sân chơi và nâng cao về văn hóa tinh thần cho anh em.